Chào bà con, bà con này, trung tâm giống cây Hoa Việt xin giới thiệu với cây chanh vàng Mỹ hoa quả. Cây hiện tại cây cao tầm 2 mét, dạng chi và con nhé, rất nhiều quả, quả của nó căng bóng. Bà con chú ý đặc biệt là cái quả của cây chanh vàng Mỹ phân biệt như sau, cái quả khi mà trưởng thành rất là căng bóng. Vàng chứa tinh dầu của nó rất là nhỏ. Không như loại chanh thường. Rất là đặc biệt. Nhưng mà quả chín nó sẽ ngả cho màu vàng như này là con nhé. Đấy, ngả màu vàng rất là đẹp. Đây, hiện tại thì quay một cái cây và con xem. Cây trực tiếp tại trung tâm giống. Rất là đẹp con ạ. Cây thì chúng tôi đã trồng lên chậu nhỏ nên là ngắt bớt và đi một cây trung bình 3 đến 5 quả. Rất là đẹp.